Thưa quý vị và các bạn, theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em Việt Nam, thì mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được đi học. Trong những năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực để những trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được cấp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng do sự hiểu biết hạn chế về HIV/AIDS, nhiều người lớn đã và đang tước đi quyền được sống, được học hành bình thường của những đứa trẻ này. Đây là buổi nói chuyện giữa cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội với nhà trường, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì về việc đưa trẻ nhiễm HIV thuộc Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 được đến trường cách đây gần 3 năm. Ám ảnh về nguy cơ lây nhiễm HIV, nhiều phụ huynh đã không ủng hộ chuyện này. Ngôi trường mà có HIV cũng không đồng ý. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con em chúng tôi bảo là nước thì thông minh nhất, cách nhiều làm tất tại thôi. Ai ta nói là không lây nhiễm. Ông có bảo là chắc là không lây nhiễm không? Mà một tuần, một tháng không sao. Ông có bảo là chuyện trách nhiệm một tuần, một tháng không sao. Nhưng tôi hỏi ông có bảo một năm, 5 năm sau, ai là người chịu hậu quả chúng tôi? Mà tương lai chúng tôi và gia đình chúng tôi có 1-2 đứa con thôi. Sau gần 3 năm, câu chuyện để trẻ nhiễm H tại Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 vẫn chưa được hòa nhập với các bạn trẻ cùng trang lứa. Tuy phía ban giám hiệu nhà trường đã có nhiều biện pháp để giúp trẻ có H của trung tâm được tham gia vào các lớp học, nhưng đến nay giải pháp này cũng chỉ mang tính tình thế. Vừa rồi chúng tôi họp phụ huynh là chúng tôi có một cái ý kiến đưa ra phụ huynh như này. Bởi vì tôi nghĩ rằng là làm như thế thì vẫn phân biệt, thế nhưng mà bước đầu nên làm như thế thì có được không? Thì tôi đã đưa ra với ý kiến với phụ huynh là phụ huynh đồng ý cho nhà trường đi, để nhà trường cho 8 trẻ lớp 5 thôi là ra học tại trường. Nhưng nếu phụ huynh không muốn cho học cùng với con em của phụ huynh thì xin phụ huynh cho phép tôi là cho 8 trẻ ngồi tại phòng hiệu trưởng để học. Đấy. Nhưng mà phụ huynh người ta cũng bảo đã không được thì muôn đời chúng tôi không đồng ý. Đấy, thế cho nên là đấy là cái khó của chúng tôi. Chứ không phải là huyện, ban tuyên giáo huyện hay phòng giáo dục hay là chúng tôi không có cái giải pháp nào đâu. Chúng tôi có rất nhiều giải pháp. Thế nhưng ngược lại thì phụ huynh người ta vẫn có những cái ý kiến như thế. Hiện nay tại một số tỉnh thành trong cả nước, vẫn còn xuất hiện tình trạng một số trẻ sống chung với HIV không được đến trường hoặc bị gây khó khăn khi tiếp cận các loại hình giáo dục. Và thực trạng này đang là một vấn đề đáng báo động trong xã hội. Trên thực tế, HIV/AIDS không lây qua các tiếp xúc thông thường. Do vậy, việc trẻ có H học chung và sinh hoạt với các trẻ khác sẽ không làm lây nhiễm HIV. Cái điều quan trọng nhất đó là cái sự nhận thức của các cái phụ học sinh, các cái cháu bình thường mà là học cùng với các cái cháu ở nhiều các trường đó. Bởi vì cái sự hiểu biết của các cái vị phụ huynh này thì nó sẽ giúp cho cái việc học tập hòa nhập của các cháu nhiễm HIV nó sẽ được thuận lợi hơn. Đây là cái điều mà chúng tôi đang cố gắng là từ bước một hay là sao là đưa các cái kiến thức HIV vào cho các cái ban phụ huynh học sinh, các cái trường phổ thông, đặc biệt là trường học, và nhất là các cái lớp của các cháu có thể thông thường. Cho đến nay, sau gần 30 năm, trên toàn thế giới cũng như Việt Nam, chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp trẻ em nào bị lây nhiễm HIV bởi các trẻ em khác qua tiếp xúc hay sinh hoạt bình thường. Trẻ có H hiện nay đã được điều trị miễn phí bằng thuốc ARV, nên các em có thể kéo dài cuộc sống thêm hàng chục năm. Phần lớn trẻ được điều trị bằng loại thuốc này không tìm thấy virus HIV trong máu. Lúc đó các em cũng khỏe mạnh như những trẻ bình thường khác. Điều đó cho thấy khả năng lây nhiễm HIV của những trẻ chơi chung với nhau là rất khó, hầu như không thể xảy ra. Chính vì vậy, việc trẻ nhiễm H được học tập và hòa nhập cùng bạn bè trên ghế nhà trường là điều chính đáng và cần được sự quan tâm hơn nữa của cơ quan chức năng cũng như cộng đồng xã hội.